Xin chào cả nhà, buổi sáng thứ năm đầy vui vẻ nhé. Vị trí Phước Sửu đang đứng là vị trí của cổng chào dự án Zaigai River Country One, là một phân khu đầu tiên của dự án Zaigai Nhà Bè. Và ngày hôm nay Phước Sửu sẽ chi tiết cho mọi người về cái việc di dời và chuyển đổi đường dây 500 kV tại dự án này nha. Như mọi người đang nhìn thấy thì rất là nhiều cái dàn giáo được bố trí dọc theo cung đường Hữu Thọ để đấu nối di chuyển đường 500 kV đi bên ngoài của dự án. Vị trí của Phước Sửu đang đứng là ngay cổng chào của dự án Zai River Country One này nha. Đây là phân khu đầu tiên. Rồi, trước mặt Phước Sửu là những cái đường dây điện khá to. Với những cái đường dây điện này thì truyền tải điện 500 kV. Với những cái đường dây điện này thì không thể hạ thế xuống dưới lòng đất được, bắt buộc phải đi theo một số hướng trên cao. Và sau gần một tuần làm việc thì một cây trụ kế bên được hạ thế để vào cổng chính của Zaigai thì đã được xây dựng và lắp ghép thành công. Đây cây trụ đây. Và cái đường dây này bắt đầu là đấu nối đi bên ngoài của dự án Zaigai Nhà Bè. Đấy, thì như mọi người nhìn thấy cái đường dây điện này là đấu nối qua một cái đường dây 500 kV đã chờ sẵn ngay bên ngoài của phân khu đầu tiên của dự án. Và tại đây thì tất cả các công nhân đang làm việc cực lực đưa những cái đường dây điện 500 kV này, đường tải điện khá lớn này, qua một cái tháp trụ cao đã chờ sẵn nè. Rồi, rất là đẹp luôn. Và sau khi đấu nối thành công thì việc gọi là cắt nối đường điện 500 kV tại GS Metro City sẽ được kết thúc hoàn toàn. Đường dây điện 500 kV này sẽ vĩnh viễn không còn trong dự án GS Metro City nữa, mà sẽ đi bên ngoài như cái trụ mà Phước Sửu đang quay này nha. Đây, một cái đường lưới 500 kV khá lớn và đi nằm lệch bên ngoài của dự án, không ảnh hưởng gì bên trong hết. Và tất cả những cái hành lang xây dựng, chủ đầu tư cũng đã chừa ra khá xa rồi, không ảnh hưởng đến vấn đề là sinh hoạt, sinh sống của người dân tại nơi đây. Sau khi mà đấu nối thành công đường điện 500 kV thì chắc hẳn nơi đây sẽ là một nơi khá đẹp, một nơi có cảnh quan phải nói là đẹp nhất tại khu Nam Sài Gòn. Bởi vì những cái mẫu nhà ở đây là mẫu nhà bán cột điện của chủ đầu tư tập đoàn GSEAC, tập đoàn nằm trong top tập đoàn xây dựng về cơ sở hạ tầng và xây dựng nhà ở dân dụng lớn nhất của thế giới. Sẽ đem đến cho quý anh chị một khu đô thị cực kỳ lớn và quy mô chỉnh chỉnh nha. Rất là nhiều tin vui cho khu Nam, và một tin vui và cực kỳ hấp dẫn cho cư dân tại nơi đây là tất cả các đường điện đã được cắt rồi, và giờ chỉ còn chờ ngày hạ những cái trụ và những cái lưới, những đường dây điện xuống thôi. Rồi, cảm ơn cả nhà đã quan tâm video của Phước Sửu. Xin chào và hẹn gặp lại.